ngày nào cũng có một người tới văn phòng, chỉ cần bà để lộ mỗi đôi mắt thôi, các nhân viên vừa nhìn liền nhận ra, ai trốn được thì trốn, ai bận thì bận, có chết họ cũng không dám tiếp vị khách này. Bà ấy tên là Naokbun, chỉ có mình nhân viên mới đến này tiếp đón bà, anh tên là Park Min-che. Kết quả hôm sau bà cầm theo một tập đơn đến báo án, từ đó Min-che trở thành nhân viên ruột chuyên xử lý chuyện của bà. Hóa ra bà thường xuyên báo các vụ vi phạm ở khu vực, đủ các loại việc trên đời, như lấn chiếm lề đường, không đội mũ bảo hiểm, hút thuốc lá bừa bãi. 20 năm qua ngày nào cũng vậy, bà Na đã gửi lên văn phòng hơn 8.000 lá đơn, cho đến tận năm đời thị trưởng. Lãnh đạo đều cảm thấy lo lắng cho Min-che, cậu có thể làm được mà. Nhưng một bà lão như vậy lại đang miệt mài học tiếng Anh, what's up, nhưng tự học thì cũng khó quá đi mất. Sau đó bà Na đăng ký một lớp học, nhưng cô giáo vừa hỏi đến bà liền quay người rời đi. Thậm chí giám đốc trung tâm còn trả lại tiền cho bà, để bà thôi học ở đây. Lúc bà đang lang thang trên đường về, gặp ngay Min-che đang nói chuyện với người nước ngoài. Đúng kiểu chết đuối vớ được cọc đây rồi. Bà Na trở thành cái đuôi bám theo Min-che, nhưng cậu từ chối dạy bà học. Hôm sau bà Na lại đến phòng làm việc, nhưng Min-che vẫn nhất định không dạy. Hôm sau bà đến cắm cọc ở đấy luôn. Quả này xem ai lầy hơn ai chứ. Bà còn chuẩn bị một đống đơn nữa. Nhìn thấy đồng nghiệp cầu xin tha thiết, Min-che chỉ có thể đồng ý. Trông bà có tuổi nhưng học rất chăm chỉ. Tình cờ một ngày Min-che đến nhà bà Na, lúc đó anh mới biết hóa ra cậu em trai ruột của mình thường xuyên đến nhà bà ăn trực cơm, bên trên tường còn dán nhiều tài liệu tiếng Anh, vậy là anh quyết định dạy bà học, hai người bắt đầu học từ chào hỏi. Dưới sự giúp đỡ của Min-che, trình độ của bà tiến bộ rất nhanh, bà còn vào quán cà phê chém gió, bà hát ca khúc tiếng Anh, sau đó anh dẫn bà đến quán bar để